Ok, xin các bạn đã quay trở lại với các bạn channel. Hôm nay thì mình sẽ phát lại cho các bạn một trận thi đấu của mình trên linkbook Book uh, với bộ bài Shadow Evok Domatica. Uh, đây là một trận đấu rank bình thường của mình thôi. Và tại sao lại có những video thế này? Tại vì uh, có rất nhiều bạn vẫn hỏi mình về combo của bài Shadow Evok Domatica và mình phải nói thật với các bạn là đây không có một combo nào cả mà các bạn chỉ có thể tích lũy được kinh nghiệm từ việc các bạn sử dụng câu bài đấy thực tế trong khi các bạn thi đấu thôi nên là thay vì việc là giới thiệu với các bạn bất kỳ một combo nào đấy của bài Sadon thì mình sẽ cho các bạn xem các cái trận replay các cái trận thi đấu của mình với bộ bài này và hy vọng là các bạn có thể rút ra được một vài kinh nghiệm khi mà nhìn một cái mách đấu của Sadon diễn ra trong game meta game nó sẽ như thế nào thì đây là một trận đấu rank của mình ở mức rank cái cái thời điểm mình đánh cái trận này khá là lâu rồi cái khoảng 3 4 tuần gì đấy. Hồi đấy điểm rank của mình là 590. Uh, và mình gặp một đối thủ uh, một người chơi có lên đến bằng 98 Điểm rank của bạn cũng sắp xỉ mình 547. Uh, cùng xem nhá. Uh, ván này bài đi trước thì phải. Game 1. Uh, starting hand uh, có Sarah Dragon, uh, Silent Fusion, uh, Eric the Golden Lord, Triple Tactics Talent và Magical Mouse Uh, mình sẽ giải thích một chút tại sao lại có con elixir golden lot này cái thời điểm mà mình đánh cái ván này là cái thời điểm mà mình đang ngồi test cái con golden lot này uh, có rất là nhiều ý kiến cho rằng là nên tech một con golden lot này vào để chơi uh, cái tác dụng chính của golden lot này là khi mà các bạn xem nó xuống mộ cho sân fusion ấy thì các bạn sẽ có các bạn có một nguyên liệu là hệ lai đúng không bởi vì con lot này là hệ lai nên thể dùng để fusion ra con chắc được uh, và con lót này có thể bán được cái magical meltdown này đi để summon lên bàn như thế các bạn sẽ có một body công nghìn uh, rưỡi giúp các bạn burst được một lượng đam rất là lớn uh, Thì đấy là cái ý tưởng của việc chơi golden lot này Và khi mà mình mình biết được cái ý tưởng đó thì mình quyết định là test thử đưa vào xem sao uh, Thì đây là một trong những cái ván mà mình test có cái golden lot này Chứ bây giờ thì mình không chơi con này nữa rồi uh, Tại sao mình không chơi thì ở cuối video mình sẽ phân tích uh, Well, đây là hand của mình Và bạn này bạn chơi Summon Great Normal Summon Zek Zaga và Linh luôn này à, Thành Bell Link Sau đây rất few Ok, Santori Và Activate Design nít Mud này Cô dừng Back Order luôn này Đó, rất là nhiều card nguy hiểm bị banit đi rồi Ok, uh, rút 2, sau đó thì uh, Spinny được Discard đi Và Gazelle Trigger Effect Summon xuống Và Gazelle sẽ dùng Effect, hết uh, này thì mình không có một head trap nào cả nên mình đẩy phải ngồi nhìn đối phương chơi thôi Summon Spinny lại và Miraxalio Sau đó thì Miraxalio Summon Falco Và Falco thành Bering nữa sói thì linh hai thành cho sói rửa bát và rách ra đẩy đưa linh về sang mình lại sói rửa bát cầm lại gà gieo đó vậy là một setup giữ được tài nguyên có gà gieo này có phan cô này có béo linh bảo kê này có ngựa này đó tương đối vững à, sói rửa bát cầm lại rô rô xét xuống và xét hai pass à, Tốt nhất của mình là Shadow Skism. Thì uh, trong cái tình huống các bạn bốc lên con God lót này ấy, uh, thì các bạn có thể dùng nó để discard đi để get rid một card của đối phương. Như thế nó sẽ là 2/1. Uh, nó hơi bị trừ nhưng mà trong cái tình huống này thì mình bắt buộc phải làm. Tại vì hai con set này mình chỉ biết một trong hai con này là con Ro thôi. Chứ con còn lại thì mình không biết là gì cả. Nên mình buộc phải get rid đi và mình xử lý con còn lại bằng Dragon. Thì đấy là ý tưởng của mình. Đầu tiên là trong 6 cái này nhá thì chắc chắn là con skill này là mình không dùng được trong tương này đúng không thì mình sẽ bán nó đi cho con được lot để xử một trong hai cắt này sau đó thì uh, mình sẽ activate mèo đao sau fusion rồi quay thôi đi uh, dica uh, chỉ thì uh, bị uh, raw luôn uh, sau đó thì cắm fill uh, con rô này dùng effect rồi nên bây giờ mình không sợ cái fill của mình bị negate bằng con rô nữa Ờ uh, đối phương không có sân thì mình sẽ Alistair thôi và nó một sân Alistair À thinking rest à uh, đối thủ ok. Mình đang một Alistair uh, và đối thủ là Golden Mách uh, Ờ khá là bất ngờ nhưng mà con Golden Mách này thực sự nó không thể làm khó được mình trong cái cái tình huống này bởi vì tay mình có tay mình có rất là nhiều bài để qua được Golden Mách Ờ con Sun Dragon để có thể bắn được Golden Mách uh, thông qua sân Fusion hoặc là mình Fusion lông và discard nó đi thì cũng có thể bắn được con Golden Mách này. Nên là Well, uh, Sun Fusion Đối Phương có thể activate Xuân ở cái thời điểm này thì uh, nếu đối Phương ném Xuân nhá thì mình sẽ chip một tác tiếp để rút lên rút thêm hen để lấy nguyên liệu để Fusion cho invocation từ hen à, uh, Đấy là ý tưởng của mình thôi Còn nếu mà đối Phương không ném Xuân thì mình ra Alcalon Với nguyên liệu là Hóc uh, và Ariel thì phải Ờ uh, trở thành Ariel hết hóc rồi uh, head, sẽ search Ariel sẽ ban nít À, mình ban nit à, mình chọn ban nít cao tờ để không chơi tân sau à, cao tờ để không xét lại được và link để không bảo kê à, khá là chuẩn tại vì hai card này thì cũng không đáng không đáng ban lắm à, con áp này có thể đi ghét được golden max nhưng mà mình không làm thế mình muốn đi cái field để cái field này nó chết hẳn cái feel này nó chết hẳn luôn cái feel này đứng trên bàn mà bị đi ghét à, vĩnh viễn từ áp thì nó sẽ không dùng được nữa còn golden max này thì mình có thể xử lý được bằng dragon nên là không Uh, mình search Wendy và sau đó thì link Kalong thành Gravity Controller, Kalong uh, sẽ dùng effect sẽ Essence Fusion và đi Dragon là chuẩn. Uh, Dragon sẽ bắn Golden Max biến Aleister thành Moon Biden và bây giờ thì Essence Fusion thôi. Ra con Shark tiếp tục xếp uh, trên, uh, con Shark và Wendy được xếp chê với nhau theo uh, simultaneous effect ở trên. Các bạn vừa mới học trong uh, cái video về Rolling ấy thì Wendy sẽ xếp trên ngoài gọi là bit còn Chuck sẽ xem fan cô fan cô call... à đâu uh, sorry các bạn là con Chuck xem bit còn Wendy thì gọi fan call. thì con bit sẽ rút một đó uh, rút lên cô và Activate uh, Invocation ra Mecha 3 Back về Ok, Shuffle và golden lot bay lên đúng như cái philosophy mình nói lúc nãy đó là con golden lot này có thể bán cái fill đi để bay lên được uh, thực chất thì các bạn sẽ có một body công ba nghìn rưỡi để đánh nhưng mà nếu mà chơi sadon ấy thì mình lại mình lại muốn giữ cái fill này lại hơn mình cảm thấy cái việc là không có fill này đứng trên không có một cái fill để bảo kê cho những cái con của mình ấy nó khá là thiệt thòi rất uh, đấy là cảm nhận của mình thôi uh, nhưng mà đổi lại thì mình có một con body công ba nghìn rưỡi thì cũng cũng khá là đáng để thử uh, Controller sẽ hất cả hai con về BK3 sẽ đấm uh, đấm mất nghìn rưỡi và 2.800 đấm direct rồi đối phương mất uh, 4.300 uh, Main phase 2 mình link uh, con chắc và Golden Lord thành Anaconda uh, cầm lại Skizim con Skizim này mình đi cho con đi cắt effect của Golden Lord ở ở cái ở cái bước đầu tiên thì bây giờ mình cầm lại bằng con chắc được Pi 2000 nếu gốc uh, sen uh... Ủa À miss click Thực ra mình hoàn toàn có thể xem fusion được nhưng mà mình nghĩ là cái mách cái cái mách với cả Saban Grade ấy thì con Super Polly nó bị phế nên là mình quyết định là xem Super Bully. Và cái việc là xem Super Bully thì nó cũng không khác nhau nhiều. Xem uh, Super cũng thế, kiểu gì cũng sẽ ra Winda, fanco uh, Funko và Anaconda ra Winda. Con Franco này sẽ không summon lại được bởi vì nó bị mình đang bị dính Richard của Anaconda là không được summon thêm quái nào nữa. Mình sâu hẳn hai cáp mình xét luôn là Skizum và Coma the và tự set xuống. What in the curse fuck was the hand? Ok, còn cả Chip Protect Talent mà không activate được này. Đối phương sẽ phải chơi off với cả Winda, Mega Bar và một con Skizum nữa, có với cả chỉ tay. Mình nghĩ là đối phương không có hút gì rút thêm ok ở đối phương uh, MVP này mình show bot nhá thì top đây của đối phương là xuân và infinite impermanence Đến, nếu như mà đối phương áp có xuân ở tân trước để mà cản mình thì biết đâu có thể cái thế trận nó đã, đã khác đúng không có thể mình sẽ activate quạt và có thể mình sẽ rút lên một cái gì đấy nhưng mà well, đối phương không có gì cả tay đối phương ba cát là gazelle will và foxy uh, vậy là game một đã kết thúc cái uhm, này thì mình thấy mình khá là hên Chứa là mình hên thôi tại vì uh, mình có mình có top deck để đi cát cho con lót này có God the lót này đấy nhưng mà không có Schism để đi cát đi thì ba cái khen còn lại thực sự là vì không muốn đi cát một cái nào cả bởi vì nó đều là những hen dùng được ấy mèo đào sân fusion cả quạt nữa uh, mình đều muốn giữ lại uh, may là mình bốc lên spell chat để mình đi cát cho con lót và mình cũng hên thứ cái phần hên thứ hai là đối phương không có xuân để cả Sunfusion fusion của mình uh, mình sẽ không bị rơi vào cái tình huống là đánh cược bằng chip bồ talent. đó đó là game 1 của mình. Sang game 2 nhá. Game 2 thì uh, đối phương biết mình chơi sadon rồi nên chắc đối phương sẽ chơi kiểu khác. Cái bài đối phương quay ở turn 1 đấy uh, là kiểu đối phương không biết mình chơi ích gì nên đối phương đánh để giữ đồ thôi, chứ đối phương có biết mình chơi sadon thì đối phương sẽ chơi kiểu khác. Uh, mình lỡ mất sâu mất hèn của game 2 rồi nhưng mà uh, đây có thể xem đối phương có order này uh, rút lên luôn này, thế là đây mình gần như là chịu luôn. Sale mining, uh, Great century và Spinny Buffalo, bốc lên full luôn. Uh, mình thì theo quán tính thì mình cứ sai uh, đồ bán spell chat vào thôi tại vì cái deck này cái mấu chốt của cái deck này là nó có con ro con ro để bảo kê cho hàng back row nên là mình muốn chơi rất là nhiều hàng bán spell chat để xử con ro đi uh, và mình giữ lại một số con hand trap uh, đặc, đặc trị cho cái kèo này như kiểu đi đi crowd con đi đi này thì mình main deck các bạn có xem uh, cái deck profile về sadon của mình thì biết là mình main đi crowd rồi uh, và cũng nhân tiện đó là cao tờ cả sam great luôn alexander uh, và lester nó no, một buffalo ok uh, link thành uh, berlin bắp bêu à đâu bắp đinh bốc lên fill rồi ok good fill <laughs> rút hai lên wheel và một con ro nữa uh, activate uh, Mining, đi cắt roll xuất gà gieo sau đó thì cắm fill biến lại thêm các bêu khác và Gazelle bay xuống cùng với cả con Ro được xét lại. Uh, ném đi và Ro, mình không thực sự là mình không muốn con Ro được xét lại một tí nào tại vì uh, thực chất là mình có thể có Happy Field Duster và Cosmic Cyclone để xử con Ro này nhé Nhưng mà nếu như mà mình không mình không đi đi con Ro này ấy, thì đối phương sẽ chơi theo bài khác. Đối phương nếu như đối phương xét thành công con Ro này lên rồi thì đối phương uh, cái field này đối phương sẽ send một con level 4 xuống. Là con con đấy đây là cái gì nhỉ? Jack Zaga hoặc là Fanco, sau đấy thì con Spinny để bay lên, lên uh, Mirex và gọi ra một cái level 4 nữa. Như thế là đối phương sẽ có hai level 4 để chơi và mình sẽ phải chơi họp với cả Abyss Dealer. Như thế nó sẽ rất là mệt à. Nếu mà chơi mình đi crowd con Ro này thì đối phương sẽ phải xem một con Ro khác xuống để chơi bài rô bảo kê và sẽ không có Abyss Dealer, đối phương sẽ phải đánh đổi. À, đấy là suy nghĩ của mình thôi thì đúng là đối phương xem một con rô khác xuống thật và con Spinny bay lên. Các bạn thừa nhận với mình ở đoạn điểm này không? Nếu như mà mình không đi Crow Role này thì đối phương sẽ send một con level 4 bất kỳ uh, Zack hoặc Fanco và dùng con dùng con Stalio để gọi con level 4 còn lại. Như thế đối phương sẽ có hai level 4 trên bàn và ai biết được. Đối phương có thể đeo lơ mình. Ra 6 giờ bát. Zack Zaga lại. Ok. Cái này chỉ là mình đoán thôi nhé, mình không chắc là tất cả người chơi samurai đều như vậy đâu nhá. Tại vì mỗi người thì chơi một kiểu khác nhau. À, Cắm wheel, rồi ừ, là có cả wheel nữa, chưa kể có cả wheel kéo nữa. Đó, xét rất vững có order và ro. Như vậy là mình chịu rồi, tại vì con order này mình có thể xử lý được bằng cốt mấy cyclone, nhưng mà con con ro này ní cái cốt mấy cyclone là mình chịu, chịu hẳn. Tô đây mèo ok. Akumi trước và thực ra activate quả này cũng hơi liều nhưng mà nếu như mà mình phân tích phân tích về vấn đề nhá nếu như mình activate trổi trước activate trổi trước thì kiểu gì đối phương cũng sẽ là order đúng không nếu như mà mình trên comic vào thì đối phương dùng roll để đi cái của mình thì nó cũng sẽ y hệt như thế mình cũng sẽ thua cho cái mách này mình nghĩ là không còn bài nào tốt hơn kiểu gì mình sẽ bị uh, order đúng không dùng Rodriguez ok thì kiểu gì mình act Nadia Seven họ cũng Hyper Order well I'm a defeat luôn tất sau kiểu gì họ cũng sẽ có access code có tài nguyên từ Gazelle để OTK mình nên mình pass uh, cái game này luôn game 3 thì uh, mình chọn đi trước tại vì mình không muốn để đối phương setup thì khá là đen bởi vì khi mà mình chọn đi trước thì mình lại bốc lên uh, Ariel uh, cũng là một monster mà người chơi sau nó không có bốc lên lặp, hết hóc cùng với ba hết uh, Head hết này thì mình chỉ để set và pass thôi, không làm gì cả. Đối phương uh, có sai uh, Kaiju, uh, có Xuân uh, và sister để cản uh, skizim Nếu như mình chơi setup thì Mining. Tiếc là mình không có Xuân ở quả này. Sau đó thì gà gieo, gà gieo bay xuống. và sen thêm một sẽ là sen cao từ chat chắc chắn rồi fan tự summon lên à tự, tự đẩy lên để summon ném mình ném gót beo để không cho con fan này Con fan này nó nó có một cái điểm lợi là nó vừa summon được bản thân nó lên và nó vừa đẩy được con gà reo lên lên để tên sau chơi ấy nó thực sự rất là phiền nên là mình ném quyết định ném gót beo vào cái điểm này có chưa kể là con gót con con fan này đem đi link summon đấy thì nó lại xét lại được con con rô này từ mộ lên nên là mình nghĩ là kiểu gì mình cũng phải ném gót beo nếu không thì nó hơi bị phí nhưng mà beo well, để mình check cắt tách chứ à em thì kiểu gì cũng thế nếu như mình mình còn đã có một phút suy nghĩ là mình sẽ ném đi crown và con fan này nhưng mà hình như là như thế thì con gà vẫn sẽ ở trên bàn nè thôi gót beo cho lành đó à, bê ok và cắm fuel sau đó thì đi cắt spinny uh, spinny bay lên mình muốn giữ đi đi crowd để để ném vào con ro này mình không muốn cho đối phương xét lại con ro cái mấu chốt của việc đánh nhau với san chính là ở các counter chat mà các bạn đối phương phải nong màu xuân ra để overlay thành mirex stadio và detect ném vl mình ném vl vào mirex stadio nếu mà mình không ném vl thì mình nghĩ là mình sẽ bị otk tơn này khả năng cao là thế đối phương còn rách chưa chưa được gọi ra bây giờ đối phương sẽ gọi rách ra ra và well link asset các thứ các thứ đối phương đem cây du vào concept của mình để mình không được dùng con hết hóc này khá là bất ngờ nhưng mà này phải chịu thôi chứ biết sao sau đó thì bên sẽ để cái du lên thế là con cây du lại về với đối phương mình nghĩ đây cũng là lý do mà con Dogoran này in trong SD trong SD Samgrade có con này đúng không? Mình nhớ là SD Samgrade có con này mà thêm một con uh, Sunlight Group nữa Ờ uh, đúng đúng nhỉ Ừ đúng rồi đúng, 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 đúng. được xét lại thì mình ném đi ground chắc chắn là kiểu gì con này có phải bị đi ground không, không, bao giờ để con không bao giờ được để con rô này được xét lên field cả nếu như có thể thì hãy cản nó bằng mọi cách các bạn ạ con rô này mà con rất là phiền uh, mình chỉ còn Ariel để chơi thôi chứ không còn gì cả thì top deck của mình đen là nó lại là đi 7 theo cuộc đời nở hoa đây các bạn, Agnadea 7, topdeck, search uh, Ecclesia, uh, bây giờ thì Apkallon sẽ nháy uh, Mình cứ theo kịch bản là search Schism thôi, đi các Ariel, Ariel nháy, ban nít đồ trong mộ đối phương uh, Mình không ban Beoling tại vì kiểu gì có Beoling này cũng phải ban nít gì bảo cây okay, con Sunlight Nên mình quyết định là ban nít những cái khác quan trọng hơn, Tân sau đối phương có Spinny này có gà reo này có phan cô này nên là mình quyết định sẽ ban ít những cái con kiểu kiểu như thế hơn nó sẽ hợp lý hơn ban đi ba con này đối phương tương sau và đối sẽ không có tài nguyên để chơi nữa normal ecclesia search faridis mình sẽ dùng cả hai để xử con saligup tại vì thực chất một mình con ecclesia cũng không thể đấm chết được saligup và mình không otk được đối phương nên là mình giữ con beo này lại để mình đấm thì đấy, đối phương đối phương sợ bị hết điểm Thì đối phương ban ít còn không thì thôi Chả vấn đề gì Mình ban ít những con này Thì đối phương sẽ không có đồ chơi ở tấn sau Đấm Và Ecclesia đấm Thì đối phương mất uh, bao nhiêu Mất uh, 3.000 là 3.000 chừng 1, 8 là 1 Với 2.000 là 3.200 uh, Mình sẽ Skism Thì đối phương là Trin, Dicard, -Ka Kaiju và pass Đối phương tôi lên gót beo này gót beo thì làm sao mà chơi được tại vì mình bán ít hết ba con này rồi nên thương không có tài nguyên để chơi nữa à grab của đối phương các bạn nhìn này hai con sandy một mi salio xuân và cái du thì chả làm được gì cả Tốt uh, top deck bây giờ gần như là không có gì cứu được với cái việc là không có không có hen không có hen xem và pass thế thôi chứ làm sao nữa à ôi tôi còn nibiru nữa này uh, bây giờ mình phải các bạn đối phương mà có comeback được thì đối phương sẽ phải chơi off với nibiru nên là This guy got uh, topic Oh, never ball. Ok. Uh, không không Alistair thì ông cũng có chơi được đâu. Đấy bây giờ ông tốt đây ông chơi đi. Một cát. tôi đây là Xuân. Ok. Pass. Uh, vậy là game đã kết thúc. Mình thắng, chiến thắng cái mách đấu này với tỷ số là 21. Bây giờ thì mình sẽ phân tích với các bạn về cái chuyện là chơi Elix Golden Lot ở game 1 nhá. Uh, cái lý thuyết của việc chơi Golden Lot thì mình nói rồi đúng không? Uh, sau khi mà mình test con Golden một thời gian khoảng mình test chắc khoảng 20 ván, 20 ván thì uh, mình nhận ra là không phải lúc nào cũng là lúc mà mình áp Sun Fusion và Summon con chắc. Thường là mình áp Sun Fusion mình sẽ Summon áp nhiều hơn. Mình sẽ xem những tài nguyên như kiểu là Headhop, Wendy hoặc Ariel xuống để uh, kết hợp với cả Alcalon Thì con Sun Fusion của mình nó sẽ có lợi hơn so với việc là mình xem golden lot cộng với cả một con sơn bất kỳ xuống để ra con chắc tất nhiên là vẫn có sẽ có trường hợp mình áp sơn để ra con chắc nhưng mà nó không nhiều nó không nhiều bằng mình ra áp cơ lông mình nghĩ là cái việc có con elix trong deck ấy, nó tự dưng nó thành deck mình có một cái mảnh mà mình không dùng đến bao giờ và khi mà mình dùng được thì nó là win more à, nên là well, mình đã quyết định đá ra à, các bạn có thể nhìn thấy là cái con golden lot nó chỉ hữu dụng duy nhất trong game một thôi game 2, game 3 mình hoàn toàn không dùng đến à, nhưng mà dù sao thì cái việc chơi golden lot ấy cái, cái lý thuyết của việc chơi một con Golden Lót trong deck ấy Đó cũng là một ý tưởng mà các bạn có thể thử được Còn về bản thân mình thì mình đã test đủ có Golden Lót rồi Và mình cảm thấy là thực sự là deck mình không cần Nên là mình không chơi uh, Well, đó là cái mách đấu của mình Với bạn chơi Summer Great uh, Và những cái chia sẻ của mình về việc tech Elix Golden Lót và deck Shadow uh, Thì hy vọng là với cái replay này Thì các bạn sẽ có thêm một chút kinh nghiệm về bài Shadow Evolved Dormantica và hi vọng các bạn sẽ ủng hộ cho các cái video uh, replay như này của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc clip và chào các bạn. Bye bye. À quên, quên quên. quên. À, các bạn nhớ bấm like share subscribe ủng hộ cho các bạn channel nha. À, bye bye. <laughs>